Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Làm gì làm không thiếu ly cà phê nha cả nhà. Đó, mình phải cà phê sầu riêng. Đó, một muỗng sầu riêng mình uống được 3-4 ly. Nên là mình làm con sầu riêng, cà phê sầu riêng miết thôi cả nhà. Ngon không cả nhà? Mình uống đã đi rồi mình bỏ đá cả nhà. Hôm nay mình giới thiệu cả nhà một món hơi lạ lạ nha cả nhà. Thịt xay. Thịt xay mình bỏ trứng vô để mình cho cái độ kết đó cả nhà, mình ướp theo gia vị của cả nhà yêu thích nha. Tại hôm nay mình có bốn có hai trái ớt chuông à. Đó, mình sẽ lấy ruột cái gì cả nhà? Mình lấy ruột cái gì? Xong mình đánh với thịt xay này, mình nhồi thịt xay này với lại cái nấm. Cái nấm mà cả nhà thấy để nguyên nấm gì được là cả nhà để luôn, không cần ấy, không cắt đôi cũng được cả nhà. Đó, cắt đôi gì đây nè cho nó gọn ha. Thôi mình quyết định cắt đôi đi ha. Đó, mình định để nguyên nấm, nấm là vừa là để nguyên nấm. Đó là bắt đầu bây giờ mình ướp cho nó ra ráo nước nè cả nhà. Là mình nhồi thịt nè, nhồi thịt với trứng này vô nha cả nhà, mình trộn cả cái nấm này luôn. Xong rồi ở trên mặt là mình đập một cái trứng mình bỏ vô, mình rưới một xíu tiêu là mình hấp. Mình hấp nha cả nhà. Đó, mình làm món 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 hơi lạ lạ một tí với mình. À, mình ướp cho nó ráo nha. Còn cái này bắp cải mình sẽ nấu canh, nấu một tô canh. Đó, một tô canh thôi cả nhà. Rồi, mời cả nhà nha, ăn món ngon mỗi ngày với mình nha. Rồi có gì thêm thêm nữa mình hạ tủ lạnh ra nữa. Rồi cả nhà thấy hay không, lạ lạ ha. Rồi giờ quyết định cái này là mình cắt đôi ha. Cắt đôi, mình trộn vô cái này luôn nha cả nhà. Mình trộn vô luôn, mình nhồi vô cái này. Ở trên mặt là mình đổ một cái trứng, mình rưới một cái siêu, giống như mình thịt trưng trứng vậy cả nhà. Nhưng bây giờ mình trưng vô cái quả ớt chuông à, đại khái vậy đi ha. Rồi mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày với mình nha. À, còn ba lát đậu hũ mình chiên luôn ăn luôn. Mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày nha. Cái ớt nó có chất chất vitamin lắm đó cả nhà. Không thể thiếu món này nha, không có món này là không có làm ăn gì được nha. Ok.